Chào mừng anh em quay trở lại với kênh YouTube Sơn Dược Vlog. Anh em ơi, ngày hôm nay anh em mình sẽ có một cái chuyến thử thách nha. Đây là món bánh xèo ở quê mình nè các bạn, gọi là bánh xèo giòn à. Quê anh em không biết có loại bánh xèo này, mình không biết nữa nha. Giòn mình tráng luôn, bây giờ hơi mềm mà. Giờ này ở quê mình dịch bệnh đồ lũ lụt xong rồi, tới dịch bệnh các kiểu căng quá các bạn ơi. Sát nhà anh em mình các kiểu rồi, cho nên là tình hình là tất cả anh em trong team mình đều ai cũng phải cố gắng cẩn thận hết tối đa nha. Tại vì ở quê hiện giờ đang sống chung với dịch rồi, cho nên bây giờ cũng là không biết đường nào mà rờ hết các bạn ơi. Cho nên ngày nào anh em còn quay được clip cho anh em xem thì mình quay, còn lỡ ra bị sự cố này kia thì anh em mình sẽ một thời gian vắng bóng. Anh em chịu khó bấm like đăng ký kênh để mai mốt lỡ anh em mình có sự cố gì thì anh em mình quay lại thì anh em vẫn còn nhớ anh em mình nha. Bây giờ luật chơi anh em mình đơn giản thôi. Hồi sáng mình mua 100 bao nhiêu cái bánh xèo ta? 130 cái. Rồi, 130 cái bánh xèo. Đây là nước chấm của bánh xèo quán đưa nha các bạn ơi. Riêng nha. Đó, nước này hấp dẫn lắm. Hôm nay anh em mình sẽ có vòng quay người cuối cùng ngồi ăn món bánh xèo đây. Người cuối cùng sẽ được phần thưởng 500k. Trong đây mình có set 3 lò nước nha. Đây là nước rinh của chủ quán nè. Camera tiếp cận gần để cho anh em thấy cái nước nè. Đấy, cái nước sệt sệt dẻo dẻo thế này nè anh em. Đây rất là ngon các bạn. Rất là ngon. Bây giờ mình sẽ thêm một cái tô, đây là nước siêu cay nha. Ớt đã xay rồi. Còn cái tô đây là gọi tô siêu mù tạt nha. Vũ, em nghiên cứu mù tạt cho anh đi. Hết tí mù tạt luôn nha. Cái này là mình chấm sao chấm ngập hết bánh luôn chưa? Đúng không? Ok. Chấm ngập bánh luôn mà đúng không? À. Phân bổ ra cho đồng đều. Nguyên tích hết luôn rồi Vũ. Hấp dẫn à. Hết tí mù tạt luôn rồi. Ờ cái đó chắc bức mũi luôn không rồi. Rau, để giảm nước để nó tan cấp độ rồi. Cho anh em. Trong đây là có những lá phiếu của mình như thế này các bạn. Mỗi lần khi mình để một tờ lá phiếu vô, giống như khi mình để một tờ lá phiếu vô đúng không anh em? Mình ập lại. Đó. Anh em bây giờ ví dụ như anh Hải quay tí vô Vũ. Đó, Vũ là người khui nón nha, Vũ là người khui nón vàng. Khui ra. Ở trong nón Vũ đập chữ gì thì Vũ sử dụng cái chữ đó ở trong đây. Đơn giản như hiểu thôi anh em. Ok. Rồi, bây giờ anh em sẵn sàng chưa? Rồi. Chiến luôn. Wow. Ngày hôm nay nè. Ba cái nước chấm của anh em mình đây. Rồi ai xuống lối trước đi. Ưu tiên cho em Út ở trong nhà đi. Bữa nay cho Vũ trước đi Vũ ơi. Sao? Trời lương. Tên ai người đấy dỡ nắp nha. Vũ. Trọng. Trọng. Rồi. Vũ ơi. Chúc mừng Trọng nha. Năm cái bánh. Bánh không. Rồi tiếp tục. To. Đấy. Đấy đúng không? Hên quá, anh sẽ mời chút qua. Ôi. Dưới bột cua. Ôi. Rồi, chậm ca luôn. Ui. Dưới coi nào. Ôi, bị sứ. Quan trọng anh có hết 5 cái bánh không chứ? 5 cái bánh kèo 100 ca trời ơi. Số sao đỏ dưới trời. Trời ơi, nó đỏ. Giờ tới ai? Anh bánh có tiền. Tới không trạm. Trăm ca sướng khỏe quá này ha. Từ mình đến Vũ rồi nè. Người cho quay lại đi. Người tìm Vũ chưa được dỡ nắp ra. Vũ. Vũ. Mời. Vũ ba bánh cầm mù tạt. Đưa trước cho anh em xem nào. Ba bánh chấm mù tạt. Nào tán hai. Để anh xuống lâu ấy, anh vô tình Hải để cho nó vị số 10 là. Từ nay từ từ để em cho chương trình nó vô gì đó rồi anh mới khui ngẫu nhiên nó mới hay chứ. Anh hai, làm cái nữa đi. Mình làm chỉ tới giờ của mình nè. Wow. Không cản theo đi. Toàn. Đây là có đèo luôn. Đều. Ai cũng có quyền. Khui cho anh em xem. Ba bánh có nghĩa là chấm nước bình thường rồi đó. Rồi. Tôi bò cái bồ tạt nha. Vũ khai trương bồ tạt trước hả? Rồi trở qua. Đó, vậy được rồi. Không cần ngập quá nó mặn. Vũ thường hẹn gọi á. Rồi cứ chấm như Vũ nha, trở hai mặt rồi, không cần phải ngập. Cho mặn Toàn nha. Rồi Toàn đang mặn thì nó chấm ngập. À, chấm dễ luôn rồi. Tùy cứ trở hai mặt. Ai muốn mặn hay lạt thì chấm sâu tùy. Nước đây ngon mà. Đây. Rồi.
Rồi, mình nước bình thường này nha. Mình đem cá nha các bạn. Và đây mình lấy 100k. Anh Hai đâu? 100k của mình ra mình để dưới đây để dính nước chấm ha. Anh Hai chấm nước thường luôn phải không? Nước rất ngon, bây giờ rất ngon em. Rồi, khỏe. Mời cả nhà nha. Rồi, đây, anh Hai chấm hào nước dưới anh Hai. Để anh nhỏ xuống bớt. Nhỏ xuống bớt. À, tôi dùng nha các bạn. Mời anh em nha. Mời tất cả anh em nha. Dùng bây giờ với anh em mình nè. Cái đầu cũng ngon ghê anh Hai ơi. Em làm miếng sợi nè. Để tôi thử nó ngon rồi. Ngon lắm rồi. Sao vậy? Nào, nổ bé là gì đâu. Nổ muối hả? À? Rồi anh em có quyền ăn kèm bánh tráng với rau sống là tùy ăn kèm nha. Ăn mấy bữa nào ngon không? Còn là bánh xà anh ở quê anh em mình Phan Phú rồi ha. Nước chấm theo các kiểu là bản. Ơi giòn lắm luôn á, ngon ghê. Trời giờ sao vô anh em. Anh em cá diễn xịn khẽ. Có mũi là ăn ngạt cái thông luôn á. Chẳng đâu một mình vô dính mồ tạc rồi. Rồi lại mưa ta. Tướng được ngon. Công nhận bà chị bán bánh xà đây, nó bán ở bên anh nước chấm ngon, người bán rỉ. Anh Hải, nếu anh không hết 5 cá thì không được lấy 100 ngàn ngang. Còn gỡ hình, sợ ra ăn hết quá. Thôi thôi chơi chừng đậu. Thứ hai là em không hết màu. Ngon. Cũng theo bổ chút bồ tạc thì ăn ngon lắm. Không. Thử em. Chà cái tấm vừa hợp cũng hơn rồi. Nhiều quá mẹ quá rồi. Bà bánh xà hút nhầm đấy. Còn đã hết. Sáng Vũ mua nhiều cá rồi. Cần 4 ngàn. Mời gái 3 ngàn. Mời gái 3 ngàn. Quên. Lâu hậu 10 cái 3 ngàn. Wow, 10 cái 3 ngàn. 3 cái 10 ngàn. Tưởng sao rỉ chứ chứ. 3 ngàn 10 cái. Anh em thấy ở quê mình bán bánh xèo rỉ em mắt nha. Bao nhiêu nè các bạn ơi. Với rau, bánh tráng các kiểu nha. Bánh tráng là một bịch bánh tráng 1 kg luôn nha. Bánh rèo bự luôn. Là tất cả là 500 ngàn hết. Bị rèo chất nèm gió phải... Cái máy đó. Rè mình mới set up chưa tới một nửa liền, còn nhiều luôn. Nó có khoảng 3 rè rồi. Anh em thấy không? Mùa này mùa mưa cho nên rèo rất mắc nha. Ớt kim nữa. Giờ Vũ vượt qua thử thách của Vũ nào. Vũ hình như chưa đủ độ đủ đồ thì sao ạ? Nhưng Vũ ăn vậy là hay quá, nó chịu mùi mà tập. Thầy nghĩ không nồng sao, Vũ thấy nó không hang mà. Nồng. Một chai mà không nồng. Cái này mà. Hai mới đầu may mắn dữ trời. Chúng cái khổ ra mà. Nó đén. Xong lo đây. Coi thứ ai dở. Trẻ không? Chậm. Rồi. Anh đi làm cái. Ui, anh em đưa lên trước cho khán giả xem với. Siêu ớt 5 cái bánh và ớt siêu kê. Tao trọng. Rồi tụi mình tiếp hả? Quay luôn á. Tao lấy combo luôn đi. Lấy combo luôn. Trọng luôn. Hải. Hải.
lại là mình nữa rồi. Mời anh ấy. Mời anh em mình khui. Ôi có tiền anh ấy ơi. Ôi sướng là sướng sướng. Chỉ định em cái. Gì? Quay lại. Chỉ định em cái. Mù tạt. Chỉ định hai cái cộng mù tạt. Chỉ định một người bất kỳ. Rồi, ok. Anh hai chọn người chỉ đi. Nãy giờ chắc có một người dùng bột tạt thôi. Vũ Vũ nha. Trời đủ rồi, đủ mùi bột tạt luôn. Còn anh là chưa có thì để chưa có. Anh hai. Hai lần trước là tay em, bây giờ có tay em không biết nữa. Từ từ. Dập mí vậy ta? Quay lại đi nè. Dập mí rồi, thôi để anh xuống lâu lại. Quay sao dập mí được hay vậy ta? Má nè cũng bị dập mí rồi hả? Toàn. Dỡ nắp. Có gì à? Có 50k. Một bánh 50k. Một bánh cộng 50k. Toàn có thể ăn, nếu ăn không hết thì không được lấy 50k nha. Rồi. Dễ gì. Vũ. Vũ quay cho Vũ luôn. Vũ tự xử luôn phải không? Khui nào. Trời ơi, gì đây? Chỉ định 5 bánh. Chỉ định. Chỉ định 5 bánh thường nha. Tiếp tục lại là mình nha, bạn lại là Bồ Tát. Vũ có duyên với quán Mù Tạt quá. Vũ hay gọi á, cái là thằng ấy Mù Tạt. Anh Hải Vũ. Còn cái bánh thường hả? Vũ nồng ghê Vũ ơi. Vũ nồng nàn mà. Vũ một cái ăn hết rồi mày. Không thấy à. Rồi mình là siêu cây nha các bạn. Quên từ từ. Hả? Lấy tiền cho Toàn nha. Quên. Chỗ nợ luôn, chỗ ghi nợ. Theo nợ. Quên. Bây giờ tới mình nè, mình chấm bánh thường à, mấy anh em. Chấm cá trước cho mình ăn cá chấm liên tiếp nha Hiền. Ok, được. Rồi để thêm cộng reo. Mà anh em nha. Đây, thưởng thức đây. Mà anh em nha. Reo à. Giòn, vẫn còn giòn. Con lặng. Gió trăm con. Không anh bấm giờ, ngon ghê. Ừ. Lại, nó không giòn. Mưa ăn tỏa vô cho nó không ngủ mắt động nè. Ngon. Bánh xà ram đây ở quê mình người ta làm cũng nhiều kiểu nha, có người làm đổ tôm, có người thì đổ thịt bò cũng có nha, thịt bèm các kiểu nhiều lắm. Nhưng mà những cái bánh này nhiều tiền hơn, 10 ngàn một cái nè. Vũ liên tiếp, Mù Tạt. Hồi nãy có ai có siêu cây chưa ta? Mình đang siêu cây nữa bạn. Rồi, chấm cho nó đều vậy nha, rồi ok được. Anh em ăn nước chấm thường thì anh em muốn chấm bao nhiêu chấm bình thường. Có ai thấy no gì chưa? Ăn no rất gần gần. Dầu mỡ nó nhanh no lắm. Đây, mỡ lát cũng no. Sập lên mũi luôn. Sập lên mũi luôn. Để chấm bên đây là mình đang kèm theo chút xíu ớt kim nha các bạn. Còn chấm đây là chắc thái kim quảng luôn hả? Đây, phần thưởng của Toàn. Ăn chắc cho chụp rửa cá. Chụp rửa cá hả? 20 tiếng. Là 15 cá. 15 cá. 10 cá hả? Là 10 cá rồi. Anh Hải hình như nãy được 100k rồi, bây giờ anh rồi. Anh phỉ rồi, anh có vốn lận lưng rồi, anh không cần quan tâm nữa nha các bạn. Vũ sao rồi em? Cảm giác còn ổn không? Không mũi mất hẹo, chẳng có giờ lâu. Cho Vũ đi quảng cáo được. Khởi ra lửa luôn á. Cay lắm hay nào. Cay quá rồi, dừng cuộc. Anh em chơi trò chơi nhân phẩm, anh em muốn dừng cuộc bất cứ lúc nào nha. Cảm giác mệt, cay quá, dừng. Nãy bị hai phát Bồ Tạt à. Nghe không, khổ trước xương xeo. Mới dừng ngầu. Kêu ngon được không? Kêu ngon. Lắm, đáng hồn. Nó xèo giòn đúng, người ta đẹp nó xèo giòn đúng luôn ha. Giòn gụm luôn. Lên xe mà đổ tấm đất ngon đi. Mà mát tiền.
không biết bánh xà này món ớt cay với là món mù tạt, cái món nào khó hơn biết? Mình nhớ thích món mù tạt khó hơn. Này xô ra sức rang nụn tốt nha, rùm rùm nha. Ăn cầu đổ. Ừ. Không rang mà ăn cầu đổ. Ăn chút chút rồi. Chút chút. Anh em sao? Tiếp tục nha chứ. Tiếp cho. Tại chồng anh làm gì nữa. Hợp anh đừng bác cho em. Đó. Em mà cay á. Làm gì mà thử chứ nếu vô cay cái nơi chắc rớt nha bà. Vô. Cay lắm à. Cay. Quá cay. Bố. Đi lậu vô phần thưởng hay vô chi định hay vô qua lượng ra vô lượng nước em. Quay ra máy quay anh em. Đó, thấy không? Một ly nước, một ly nước. Sướng không? Có phỉ không? Chưa gì hết mà. Chưa gì hết mà đã sợ. Anh em. Xuống lâu. Bụ nè. Toàn. Toàn. Hôm nay có nhiều phần thưởng lắm. Wow. Kẹo ớt rồi, kẹo ớt rồi. Cầm bao luôn. Có tiền, có tiền, có tiền. Gì vậy? 50k nữa hả? Chỉ định 2 bánh. Có tiền nữa. Chỉ định 2 bánh với 50k. Thôi chị Vũ kiếm 50k đi. Để xem. Chỉ định 2 bánh ớt. 2 bánh ớt và được 50k. Ăn kiếm 50k Vũ. Vũ đang không được ớt đâu. Vũ đang ớt không nấu tàu nó. Kiếm 50k gì. Có 50k sừng cái mổ chà. Chịu không? Chỉ ai là người lấy chứ. Ủa, ông chỉ ai? Chỉ 50k. Kiếm 50k. Rồi Vũ xuống lâu đi. Uống nước nữa mà được. Uống nước nữa mà. Anh mới quay tàu đó. Tăng Vũ. Vũ được đi nước đó mà. Đúng rồi, đúng rồi. Được đi nước, được đem bơ mà. Đừng vô tên mình nha. Vũ. Biết đâu vô tiền nữa sao. Ôi, chết tôi luôn. Ly nước nữa. Chỉ định một ly nước. Chỉ tôi luôn. Không được. Không được. Được, chỉ định mà chỉ tôi không. Quay khán giả xem cái từ vậy nè. Chỉ tôi. Vũ không đỡ cây. Anh chị là ai? Vì chị ai? Chỉ dùng. Chú Hải không nuốt vô nở ông đi luôn. Hải Hải. Đúng rồi, Hải. Cảm ơn sướng. Sao anh Toàn nói chị em 50k mà em chỉ là nữa. Lại đi nước chưa? Uống vô nồi hả? Không, không nồi đâu, phỉ chưa? Để cho chị lại không? Không, 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 không. Sướng, sướng. Chết lộn, vũ lộn à. Trọng. Trọng. Đừng vô chỉ định nữa. Ủa, em mưa rồi. Qua lướt. Thấy chữ quân chữ qua rồi. Hình. Qua lượt nha mà. Vậy hôm nay mình cũng... Ông đâu bị đâu. Ấy giờ tôi không bị, ấy giờ tôi trồng vô nước mà. Bộ phí chứ. Là của mình Vũ à. Vũ ơi, 50k. Ờ để anh em mà coi để hết thử được hai cái bánh rồi không chứ. Anh Hải uống nước trước đi. Rồi cảm ơn Toàn nha. Vũ chỉ mình một ly nước này chắc bạch nhiều quá. Phình phình. Bạch nhiều chứ phải. Vũ cố ý cho anh Hải uống nước nở ra mà. Dạ, vậy. Bây giờ cứu Vũ bị. Bây giờ tôi đang khát nước đây. Rít cổ luôn á. Vũ nọ. Ừ. Nở nọ, uy tín. Ừ. Rót cho Vũ ly nước luôn nào. Nay qua đứng nhà rót cái nước này. Đây nha. Vũ kẹp hai bánh đẹp lật luôn. Phí mà. Ăn hai bánh lấy 50k hơi khó với Vũ nha các bạn. Ủa dòng này chỉ có mình Vũ ăn thôi đó hả? Ờ. Ra một ly nước. Wow. Ai cũng may mắn dòng này nha. Lấy vô chỉ định hai bánh đi. Tôi chỉ định anh, cho anh em này bánh lên được. Tôi chỉ định là tôi trúng chỉ định là tôi chỉ hết. Đấy là có tiền mà chỉ cho ông. Ừ, tiền là tôi quạt qua cho ông này, trớ qua cho mấy ông này. Cái kè sai, chắc tôi dí trời. Cho tiền ông chỉ qua tôi đây. Nước chỉ qua là ngon rồi. Bây giờ nem bánh, nem chục cà ca chỉ ăn được không? Được, ok. Vô vậy mà kêu nem bánh đơn nghỉ luôn. Để là lại. Điếu, điếu, điếu. Lấy quý biết. Nem chục cà ca chứ. Cho bộ cho vô 10 cái 200 ca chỉ ăn được không? Làm cho có giá 200 ca đâu ghi đúng không? Biết không? Em mà. À. Ông hiểu cái ấp mà biết mà muốn mỗi nào 100k lớn nhất. Ừ. Phải không trời. Ủa, Vũ uống nước chưa? Chưa. Anh Hải uống rồi phải không? Ừ. Nhậm nhì thôi. Vô. Chậm chậm. Mà. Hả? Mà uống rượu. Ủa. Uống rượu. Nhâm xíu. Không, dẫn gì cái nếu một cái lịch chưa của anh mình thì cao lên cỡ 20 lên lát thì tao nghĩ không quá nữa. Sao anh kêu 15 lát mà? Để ý mình nói mình ráng á, mình ráng quay á. Sư phụ tụng đen uống rượu nè. Ngậm. Quá ngậm một vũ gỏi rồi. Ngậm 15 20 giây. Gỏi, cái vũ gỏi. Anh ngậm lâu không?
Nó ngậm lâu đó. Đấy là tôi diễn nhanh á. Nó ngậm mười mấy 10 giây. Ủa kè chứ. Rồi. Tục dòng thứ tư đúng không? Không, kính thưa bà họ mình xuống lâu nha. Còn cái tờ nào 100k đưa cho anh Hải luôn nha. Chồng cho tao tiền giá của em chứ qua đúng qua rồi, đúng rồi. Ờ cộng cái gì anh em vui để trước anh quay cho khán xem. Ba bánh một tạc toàn lộn nhá ơi. Toàn lộn nhá ơi. Tao tôi tao dạ quá dạ quá đừng vô tao nè. Trời ơi mình tự đâu có tiền sao mình tự mình xử luôn trời. 5 bánh 100 ke sướng vô đúng là khổ trước sướng sau nha bạn. Có tiền không hả? Mình từng đấy chưa hay cái nào trời. Ai vậy? Đâu? Không biết có tiền nữa sao? Biết là chị Định đâu Vũ? Chị Định! Chị Định đâu bắn! Hại hại! Tiêu mà tiêu nạn lắm. Hại chơi chơi. Tẹo. Hả? Tẹo quay đây. Toàn quay chưa? Tôi quay đầu. Ở đó Toàn á. Ông Tẹo anh Hải quay tôi. Sao? Lấy vô mùa tạc rồi lẳng á. Tạc lẳng quá trời. Vũ vũ vô chị Định ơi. Cậu ơi cái chất ớt rồi. Chị Định hai bánh. Chị Định hai bánh 50k. Ha còn hai hai không dứt ba cái bồ tạng hai bánh ớt nha anh em. Bò khỏa các bạn hai bánh ớt nha. Kính thưa mấy má niềm em check một vòng này nữa mình có thể lậu được không qua vòng đây không nha. Thử bồ tạng thử độ nồng thử sai càng nha các bạn. Càng thú vị nha các bạn. Mời anh em nha. Thôi mời anh em nha. Mấy cái nước đây là nó ngon là mình chấm lúc bánh sờ hoàng luôn nha. Được nứt luôn không? Dù phía. Ui mình ăn ớt rồi giờ tới bồ tạng nó nồng lên cái mũi cái này đủ vị luôn. Trời không biết qua nèm bánh này để lấy 100k này không gì. Đúng không? Anh nói là tại đây cho anh hơn hết á. Do chỉ Định chỉ anh. Vũ khả năng ăn không hết nằm bánh quá các bạn ơi. Không hết nữa. Chắc có lẽ 100k đây để đây chứ Vũ không lấy được rồi anh em ơi. Ủa ăn hết mình lấy nha, quá chưa hết mà. Còn 50k có toàn đâu ta á. 50k toàn nữa hả? Có toàn 2 cái 50k nữa. Ừ. Hả nhiều 100. Cho mình không có cái nào vậy. Toàn ăn hết được 550k nha. Đây, phần thưởng có toàn đây. Để chú Hải ông vô chỉ Định rồi ông chỉ không? Ờ. Hả? Tôi có lượng cử em à. Ok. Chỉ Định năm bánh đẹp cả bánh lắm. Ok rồi. Anh ấy ok rồi. Chỉ Định có bờ rồi. Anh Hải có vượt qua 5 cái bánh không? Ráng thôi. Không phải ráng gì nhưng mà vừa chả mắc qua dừng. Chỉ bánh rè ram cũng không phải là sở trường của mình ăn vô nó bị sát lại quá. Ừ, giòn giòn. Nó ngon giòn. Có hương hồ vẫn giòn. Đúng là bánh xào ram. Còn chấm nước chấm gì ạ? Sáng nay em thông mũi luôn. Ớt. Ớt xong bây giờ tới bà tạc thông mũi luôn. Thông mũi luôn. Nãy giờ anh em thấy ai là người ăn ít nhất ta? Không biết được phải không? Tùy mù tạc hay ớt. Ai là người may mắn nhất nãy giờ? Toàn không biết nữa. Cười má con. Chào ba. Ai là người tiền nhiều nhất nãy giờ? Tôi. Vũ. Vũ được bao nhiêu rồi? 150. 150. Anh Hải 100 mà. Anh 100 rồi. Cố lên anh em ơi. Cay vô trạng nha. Nãy khi ra lửa giờ tao lên tao lô mũi rồi. Anh chưa vô vòng nào bào đạt chứ hết. Hai ăn cây mà anh không được vô mấy vòng cây. Cho nên là anh ăn tìm hết quà chúng nó vô cái chưa lỗi rồi. Bây giờ quay lại từ đầu à. Vũ quay trước đây. Đúng một vòng rồi. No chứ. Vòng no à. 15 cái là anh nãy kêu 15 cái là anh dừng một chai bây giờ 15 cái anh cần non anh mong 13 khi đưa ra 15 còn 2 cái nữa ổng vậy mà thôi được qua vòng đây các bạn làm tiếp một vòng nữa nha một vòng nữa thôi nếu mà ăn còn 5 cái nữa được
lượt sức nữa mà. Dần nó qua lượt sao? Qua lượt thì ta tiếp. Mà nếu mà năm cá là ăn cá là năm cá là nghỉ. Bình tĩnh. Cay quá. Cứ bình tĩnh. Vũ no rồi, Vũ bắt đầu no rồi phải không? Vũ anh nằm đó. Sao Vũ? Dừng chơi hay tiếp tục? Dễ vậy mà dừng. Để vô tèm nữa rồi Nguyễn. Con chèo dòng lụm luôn. Một giờ mới lớn hơn. Cái này em xét con cò trong này nè nãy. Cố lên. Nếu con cò là con cò. Không. Ờ. Chắc động là giờ ra đây rồi các bạn. Đâu phần thưởng to này nè. Rồi khui lên cho anh em xem luôn. Nước. Ly nước. À được các bạn ơi. Một ly nước. Bè. Sướng. Bè. Sướng. Sướng. Còn. Phần thưởng này ngon nè. Hải. Từ từ. Từ từ. Giữa mà. Giữa khi. Giữa gì không? Anh Hải. Anh đây là phần thưởng rất to anh Hải ơi. Giọng không có tên. Không phải tên tôi. Có gì cầm kẹo. Cầm kẹo mà. Một ly nước cộng 50 ngàn. Một bánh cộng 50k. Được. Được. Ai xài nè. Một bánh được còn chơi tiếp. Được. Có chuyện ơi, có chuyện á. Có chuyện ơi. Đang lên đồ rồi, quên đang lên phong rồi. Đang lên đồ. Quen cái miệng rồi. Vô. Toàn chết tôi rồi. Chết tôi cái gì mà chết tôi. Chị định. Chị định hai cái mù tạt. Hải Hải. Chị định hai cái cái mù tạt. Mù tạt. Hải Hải. Mấy đứa này bảo lần vô là cứ hay Hải. Chị lại nãy. Tao để anh vô lấy tiền cà. Hải Hải thôi. Ráng vô chị Hải đây phần thưởng 100k năm nay. Ráng vô chị Hải. Em nữa hả? Ừ. Sao lên hoài vậy? Tao có chị có chiên có chiên. Có chị chị định nè. Chị định. Chị định luôn một ly nước. Ờ thôi anh hả luôn rồi. Cho anh phỉ luôn. Ok hả phỉ hả phỉ. Sao tôi không có phỉ. Tôi cũng không có. Em chỉ là ly nước chê nữa trời. Sướng nhá. Giờ này đang ngon mà. Giờ để làm ly nước. Thôi để chỉ định tôi hả. Thôi thôi thôi. Đây nè nha anh Hải ơi. Vô một cái đây. Đây không nói nên lời mấy bạn. Chứ mà cái độ no thì cũng hơi no chứ bò tạc đây ghiền lắm này. Nãy chuyện ly nước của ai. Này ly nước của ai. Trạng của anh Hải giống như. Em tôi cũng ly. Hải cũng ly. Rồi, đồng 2 ly chấm bò tạc nha. 2 ly rồi nha. 1 ly. Dưới 50 ngàn. Đáng nhân nghĩ sao. Một cái mà nãy nói em cái mới rồi mới một cái cho tiếp. Từ hồi giờ mới có động lực nào bên đây nó có vụ Nemuka đây mình mới chai cửa đèn mấy anh em chứ thật sự ra chưa hầu giờ chưa đã quán mà ăn được 17 bánh xà ram nè. Có tiền rồi hai mấy cái gọi là xả sáng mà. Em quyết định mà. Đó. Sao anh Hai sao không? Một tạc ổn không? Cho bộ, cho bộ. Cho bộ quá, xương nó. Người cho bộ. Mình từ đây luôn à. Có khi là anh Hai là hết cái chồng cũng xìa luôn. Chắc một mình ông làm luôn rồi. Không, nằm thật tự lên em anh. Ơi, trọng đấy. 50k thuộc về bàn trọng. Ôi, bao nhiêu? Ông đẩy ly nước luôn đi rồi rót ly khác cho chú Hải. Xúc trọng phí ha. Một cái rêu y vô quán ăn ha. Thưởng thức. Vô ăn cái rồi cái được chủ cho 50 ngàn uống thêm ly nước, tặng ly nước kèm nữa. Quá phê. Rồi đó trò miễn phí. Wow, mát phê luôn á. Ôi, chậm tiểu. Chắc tăng lên thêm 5 cái nữa quá. Uống thêm ly nước phỉ rồi, có động lực rồi. Đúng rồi. Ớn anh Hai ớn à? Cho một tạc nồng kéo kéo thêm ớt. Anh Hai ớn không? Anh ớn tôi biết, anh ra hiệu tôi biết mà. No. Anh phè phè nè. Không chịu để lấy mang cò nữa này. Còn ly nước nữa anh Hai. Nãy uống hết ly nước đấy. Xem thử có no không, rồi tính tiếp có thêm dầm nữa không? Không, chứ mà anh thấy hình như càng ngày anh dồn qua bên nào không có cò hết trơn. Chắc anh phải giếng tiếp dầm nữa. Ồ, bây giờ cắt nước rồi. Còn cắt nước à? Ồ. Khát nước tưởng tượng mà uống vô thì nước mừng phê, rung. Rồi, đây là các em. Rồi, vô. Ai nào? Chẳng. Sao thèm mày vô ớt cái loại nè. Quá lực. Thấy rồi các bạn. Trời, xương rồi trời.
sao để lòng ngược quá lượt các bạn. Thằng mình hai lần hai cá qua trời lượt ơi sao khỏe như trời. Ta đã tôi lượt đây tôi không dạ ba tiền nào chứ nào chê tiền ấy chơi tiền sao chơi hải hải từ hải hải mà hải hải đúng không hải bóc đi hơn cái gì có tờ tờ gì không biết còn ui ui năm cái ớt năm bò cái qua lượt đâu em mấy cái qua lượt mà nem bánh siêu kê tiền ăn nhá sư tre quá tre bộ đại dương ơi quay ra đây à đi làm tao đây luôn ơi hai tiếp sẵn có tiền luôn hả à sẵn làm có tiền luôn hai tiếp chứ chị đâu trời ông ơi trời ông dễ có tiền nè nem bánh đem bánh đi các bạn để làm ngựa sao đem ngựa tôi quả lúc nhỏ học vậy không hả lúc nhỏ học vậy không hả sao đó ai cầm tờ báo coi kêu quả si lỗi si lặt đi đường nào mới lặt cái chân vô trong này quay ngược vô menu cầm menu cũng vậy chứ hãy luôn đi trọng quá combo luôn xin nhặt trọng luôn hả combo hay sao nhiều dữ vậy thâu làm phát một ba lần ăn đi luôn á nếu như mà phần thưởng để mình xét lại ăn nếu như mà phần thưởng có tiền đây mà nếu trọng ăn phải là hết cái này luôn hết cái này nó mới ăn cái kia thì cái đầu mình tính từ cái đầu lái xe rồi ăn hết. Cái này trước mà rồi ok thôi không bánh không có tiền chị đánh ba cái toàn làm giáo ơi toàn luôn 8-5 rồi cuộc chơi là không dành cho anh em mình hôm nay rồi cuộc chơi đây có như mình dòng đầu nem cá trước nhưng bạn dứt nem cá đây thử ra sao đó chị nem cá hết mới được 3 cái nữa rồi làm tới 8 cái rồi tất cả anh em ăn để qua đây quán 20 chứ anh siêu kê hả anh siêu kê mà em tưởng anh thường như em chứ không rồi em đi qua đấy đi vòng theo thôi anh mình cạn cái anh ơi anh nghĩ là chắc anh kêu để kiếm vòng 150 còi nữa mà sao thấy vậy vô xeo thế nào mà chứ có mình hai Vũ với toàn là dính sức dữ ha kỳ quá rồi với bộ hồi nãy nhà cái bánh này nó bị sốc quá sốc miệng ha sốc bệnh tại trống riêng không để xem thử anh Hải giờ còn giòn không chú giòn lắm giòn anh hai ăn chay gì tốc độ quá đạo không ăn dễ còn thêm ớt nữa anh kêu cào quá mượn cán thêm ớt anh quen cái miệng không quen gì nhỉ anh nói ai tin chú nói mừng là tin cái 50 không 50 phần gram á cái gì quá mình ăn hơi ớt á ăn cơm nè tiếng ớt ăn nguyên ngon em rất là mệt rồi anh hai chai nữa em chịu quá nếu mà trọng loại thì trọng vòng này 8 cái trọng ăn 4 cái là sẽ không bị hình phạt luôn anh Hải cũng vậy nếu loại ăn nữa là không bị phạt luật chơi anh em mình từ trước tới giờ là vậy nha nó giòn quà là nó không chịu luôn á mình xin phép anh em mình vòng đây mình nghỉ nha các bạn mà may không dạng vòng này không trúng tiền nếu trúng tiền làm sao lấy một nửa tiền làm sao lấy chắc lấy cũng không nổ cửa mình 5 cái ai vô 3 lần luôn mà xin chẳng mấy anh ghê á vô tên nhiều còn tôi với toàn ấy hôm nay coi những sô lô á tặng căng ăn ăn à, chú Hải chưa mở còn chú Hải nữa mà chúng có cái gì mà để lý do để thi đấu được nữa chứ mà quan trọng gì với không mấy anh em bán gì mà sống về tiền nhưng mà mình hầu giờ thấy clip lên vui vui có giải thưởng này tiền để vậy là giờ là chưa thì ta tiếp thì anh đâu nói gì đâu anh đâu nói gì đâu có anh Hải mới hấp dẫn tôi ăn bật chế độ họ lưỡi kè cho anh hai anh nổ giọng luôn vô mưa tiếp rồi các bạn ơi bèm luôn không bèm luôn bèm nhuyễn mà ruộng bèm hai tát ba tát thì bèm mình bèm mười tát luôn mưa hoài nước tràn bê đê luôn. Các bạn nước đập rút không Dục mai làm ăn thật heo néo ấy oh.
Ồ, bỏ đây nữa. Rồi, 4 cái này được để lại phải không? Ok, chặn 4 cái, 8 cái, chặn ăn nửa cái. 4 cái là một nửa. Chấp nhận. Game over. Đầu để giờ nở rồi, no. Còn quan trọng anh Hải nữa đây. Anh bây giờ cũng không phạt được nữa. Ok, anh Hải dừng ngay tiếp. Anh hát ra đây. Anh Hải khó đón quá các bạn. Rồi anh cho nữa không? Dạ chứ. Bây giờ vô tình trạng vô là tên chính mình luôn hay sao? Rồi, ai quay vô trạng là lấy cái tên người quay luôn. Là sản xuất càng ngày càng cao ấy. Bây giờ vô nhiều lắm, lẽ vô lắm rồi. Bốn cái nạn vô ba cái mà nó hay xui gì. Vô nhiều thì có xác suất là đụng tiền nhiều và cũng ăn nhiều. Vô thử nâng trăm rồi hay năm chục rồi. Đông vô hoài. Dừng ngay tiếp tục. Ê, mình bỏ vô chưa? Chưa, bây giờ bỏ nè. Bỏ vô anh dùm thấy cái ảo giác của anh thấy không? Không. Đây nha, Trạm là tên chính người quay luôn nha anh nha. Chưa, bỏ. Ai mà quay bỏ vô đâu mà tên Trạm là chính người quay luôn. Vô anh Hải vô Trạm là tên anh Hải luôn. Mà im, mày bỏ chưa? Bỏ đâu. Không giữ là coi thử chưa bỏ. Bỏ đâu hả? À, bỏ đâu. Quên thử. Uy tín. Hai. Hai. Đó. Ấy là nãy thấy sơ gì ra sao? Nêm cọc một ly nước. Chị định. Chị định nêm bánh. Dấu. Tiêu vũ đâu. Hai. Đưa làm anh có tiền đó. Bằng tiền vàng không? Ui. Cái gì? Bánh. Nem bánh kẹo gì? Nem bánh. Bụt lên ra. Vui nhờ. Đồng ơi, động lực đưa tới. Động lực đưa tới anh em ơi. Nem bánh 100k này hết nem bánh không? Đấy. Qua đẹp anh em có hết nem bánh không chứ? Đừng nào anh em không hết nem bánh thì anh không lấy, anh lấy tiền kìa. Không. Gì đây? Trọng. Còn em của em á. Quá lượt. Em lại tính toàn luôn. Rồi ok, toàn qua lượt. Toàn qua mày. Thôi bây giờ, nói thiệt với anh em chứ giờ không còn gì mà để chỉnh sửa nữa. Có nghĩa là mình nhận hết nem bánh ra là mình ăn được nửa tiền. Trời ơi. Quan trọng là hết nem bánh không mình vấn đề nha. Ăn nem bánh lấy 100k. Bánh hết em. Vô tiêu. Anh Hải. Nếu anh Hải ăn hết 5 cái này anh Hải mới được lấy 100k đây nha. Cái này cũng trộn rồi, tạm mà để xa ra chứ. Cọ anh Hải với kia này. Rồi cọ đây. Rồi ra giữa coi. Đấy. Dữ vậy? Ừ. Rồi ok, để nếu đó. Nếu mà anh hết thì anh lấy, mà hết anh trả lại thêm cái. Là nếu anh hết 5 cái đây là bao nhiêu cái rồi? 27 cái. Cũng nhiều đấy. Vũ sao? Đang chứ. Mà Vũ thấy đây cũng 18-19 cái hay. Vũ này uống nước vô bây giờ anh nở rồi. Anh cũng làm 2 ly nước luôn. Sao toàn 3 vòng liên tiếp may mắn với trời. Hên quá rồi. Được cho ông ai vui có lòng không? Em mấy 6 cái này? Chưa, em xem coi. Sao? Tao thì cũng đen rồi. Qua đây mình không phải là ấy, mình đây bữa nay chơi nhân quả. Nhân quả. Chứ không phải chơi nhân quả. Hên xui mà. Chứ không phải nhân phẩm nữa đâu. Bữa nay chơi nhân quả không phải nhân phẩm mình nghỉ chơi đi, chơi nhân quả. Tụi đang bị quả báo không cho em miếng bánh xèo. Con mèo lấy em được đẹp đẹp. Được quánh cho mày quá. Sao bỏ sao? Anh kêu con mèo anh lấy được cho em coi. Ăn người quá hả? Ăn không hết. Con quay trúng chú nhà em cái nhà một trèm coi. Chú chỉ định con. Vũ cho mèo lội vô chứ. Ăn nhiều quá mà bấy trời bây giờ vẫn còn nó không ít. Đêm về lấy mầm cái này. Nhưng nhà chỉ định một trèm coi chú có chỉ con không? Một trèm coi có bánh xe hả? Có. Chạy vô vũ. Ba lây vô. Vợ chấm ớt mà. Anh nói chấm gì? Anh nói chấm đường mà. Chấm ớt cũng được chứ mà. Tại do chấm đường mà. Làm mắc không? Làm mắc không? Mày cắt đi vào. Chấm đường không? Rồi, nghe em hết rồi. Nghe em thấy rồi. Thôi anh giả bộ mày quá nè. Nghe em thấy rồi các bạn ơi. Ôi, con bộ. Ai mà tin anh với em, riêng em hồi nãy em nếu bấm thời gian là ăn mới không hết được. Nay bây giờ vô thêm một vàng nữa, 100k anh em bánh, anh ăn chơi tiếp cho. Tiếp đó. Quá uy tín. Sợ ghê sợ. Không nên có được mà. Nhưng mà giờ đủ dần rồi. Vừa phải. No quá, tức ngực. Dầu mỡ ăn nhiều nó bị về chứng bụng à. Dầu ơi, sao ra cũng nhiều quá, 18-9 đá nhiều chứ. Quá nhiều. Hay quá.
thì mấy anh coi như lấy trứng trội với đó em với em ấm xéo cái mà. À, bây giờ mình vô quán ăn nó chiên nóng luôn là nó giòn tốt chứ bây giờ nó bắt đầu hơi cứng cứng. Nó giòn khô giòn cứng nó chọt vô lại rắc lại. Bây giờ nói anh hai rồi á, dưỡng sức đi. Xịn lát này đem coi xuống mua mẫu, anh em mẫu lon nước uống cho nó uống nước củ gà cho nó tiêu cái bất chắc ơi. Còn nó dụ á. Không phải dụ đó là mình uống thương em chứ bây giờ má không lấy trứng chọi đó mà sao mà dụ được. Bây giờ có cách nào nhân phẩm làm bài ca rồi có. Tôi đâu hả? Em được một nửa chưa? Đưa đâu, em thấy này rồi, okay. Nữa. Một nửa dần không bị lỗi, không bị phạt. Em xuống mua anh mẫu anh em mẫu lon coca uống cho nó tiêu vào mỡ. Tôi đầu hàng có chữ Phương Hồng một lon Pepsi. Đúng không? Phương Hồng. À, đây mang qua lát đây đầu hàng nhưng mà tiền nhận được không? Dạ đâu rồi để làm hết thôi. Càng ngay ngang. Hôm nay đầu hàng sẽ được lon coca tiếp theo. Nhưng mà nhân viên ăn hết rồi chứ? Rồi được đem coi chứ? Hết đây đầu. Chị mới là mất 100 ngàn. Là mình nãy vô thấy có. Nướng rau mà còi á. Bữa nay sao anh Hải nhân quả tốt quá chứ? Tốt được. Anh Hải là 200k anh mà. Em vũ 150, còn 100, trọng 50. Vậy là anh Hải nhiều nhất. Ừ. Quả báo anh Hải nhiều, mình nhân bỏ thì Hải không có. Chục nay thì tại những dính vô còn treo ngạn cái thành phải ăn hết treo cái bánh. Đâu, bây giờ không dính vô mình cũng vẫn làm nên cái nghĩ không? Ăn dầu mỡ nhiều quá. Nhé. Không sao mà. Mà bánh giờ nó khô quá. Khô á, tâm lợi đâu. Riêng mình có điều hết rồi nó không tâm đúng mà nó cái chỗ đóng á tâm. Mình riêng chỗ mà đều gì? Đứa kè. Ừ. Chấm đầy giúp thơm. Thơm cái này quá bây giờ nó mặn. Ừ, bị. Do chú Hải nãy giờ mình anh ăn nhiều á. Thế mà anh đang riêu riêu như mình. Nếu nãy giờ ông kè trong trong rồi. Không. Bình thường không? Bao giờ anh bánh xèo mà anh mờ lát không? Nên cái lát gì? Cô đây này ơi. Đang bụi kinh. Lấy 100 ngàn đi. Ừ, nói đừng. Hãy dừng sức hết chưa? Được em, hết mà. Sau một thời gian đại chiến bánh xèo à, anh Hải ăn được bao nhiêu cái? 28 cái em. 28 cái và được nhận thưởng 200k. Được rồi, 2 từ đây. Còn trẻ không? 27 cái chứ. 28 Mình nãy 13 với em 47 cái. Là bao nhiêu? 17 cái. 17 cái, được bao nhiêu phần thưởng? À đây, 50k chứ không ạ. Toàn còn ăn 6 cái. 6 cái. Phần thưởng 100k. Còn phía nha Vũ 19 hay 20 cái vậy hả? 150 rồi. Quả vậy toàn cúp xanh bằng kiều đó, bằng kiều cũng lượm được cúp đỏ cũng lượm luôn á. Hôm nay toàn là người dành chức người cuối cùng ngồi ăn bánh xèo đây các bạn ơi. Nhân quả toàn cao nhất trong anh em cái trận hôm nay, toàn phần thưởng được 500k, hoàn toàn xứng đáng nha anh em ơi. Anh em nha, anh không lấy tiền hả? Còn dành giải thưởng từ ăn bánh xèo ít nhất. Tự anh không lấy tiền, cứ bỏ ra tôi lụm nha. Anh em xin tạm dừng clip tại đây. Cảm ơn em rất nhiều đã quý ủng hộ anh em Sơn nhiều vlog. Anh em chịu khó cho anh em một like, một đăng ký kênh để nhận thông báo sớm nhất mỗi khi anh em mình đăng video nha anh em ơi. Chào anh em.